của chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Kính thưa Đức Cha Giuse, kính thưa Đức Cha Louis, kính thưa Cha Tổng Đại Diện, các cha hạt trưởng, các cha bề trên, quý cha, các tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân rất thân mến. Tuy rằng từ Hà Nội vào Sài Gòn đoạn đường đi rất xa, nhưng chúng tôi không có cách biệt với Đức Tổng Phaolô, là vì những giây phút cuối cùng anh em chúng tôi đã chia sẻ một cuộc hành hương rất là đáng ghi nhớ. Và chúng tôi cũng đã đồng tế với Ngài trong thánh lễ cuối cùng cử hành ở nhà thờ Thánh Phaolô ngoài thành. Và những hình ảnh của những giây phút cuối cùng đó luôn gắn chặt vào trong tâm trí của chúng tôi. Nhưng chúng tôi cũng muốn đến đây để nói lên sự hiệp thông ở trong hội thánh, sự hiệp thông ở giữa các giáo phận, sự hiệp thông ở giữa các giám mục và sự hiệp thông của những người anh em. Chúng tôi đến đây để hiệp thông trong lời cầu nguyện và cũng để chia sẻ cái nỗi buồn của hai đức cha, quý cha và anh chị em. Nhưng thật lòng mà nói, chúng tôi đến đây hiện diện là để cùng tuyên xưng cái niềm tin rằng Chúa đã đoái thương đón nhận người con, người con mà Ngài đã gọi, Ngài đã thánh hiến, Ngài đã sai đi, và bây giờ Ngài gọi về với Ngài. Một chặng đường rất dài và đầy gian khổ, nhưng người con đó đã trung thành vì luôn luôn sống trong cái niềm vui Thiên Chúa là niềm vui của con. Với những tâm tình đó, giờ đây xin mời anh chị em cùng hiệp thông với chúng tôi để chúng ta cầu nguyện cho Đức Cố Tổng Giáo Mục Phaolô và cho Tổng Giáo Phận thân yêu của chúng ta. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tơ vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh,
chiêu năng đời quang phong siêu phi la tu chiêu đông đền trên thầy thánh gia chết và tan xác xuống ngục tổ thông ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời ngự bên hữu đức Chúa Cha phép tơ vô cùng ngày sau bởi trời lấy xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Chúng con cây vì danh Chúa nhân từ cho Đức Tổng Bao Lô được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mở Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết. Ăn năn kêu bạc lạy Chúa xin dù thương ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn. Lạy Chúa xin thương con theo lượng từ bi Chúa. Chúa ơi xin xóa tội con theo lòng lương thứ vô bờ. Chúa nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết. Ăn năn kêu bạc lạy Chúa xin dù thương ban xuống niềm tin ở bù cho tâm. Giờ đây xin mời Đức Cha Quy Nhơn cùng hiệp thông với Phái đoàn Hà Nội. Xin Đức Cha có một vài lời. Trong kính Đức Cha Phaolô, thật là một sự đau buồn và mất mát đối với Giáo hội Việt Nam nói chung và cách riêng đối với mỗi giám mục của chúng con trong chuyến hành trình về viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Và sau khi Đức Tổng đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phaolô ngoài thành, Thánh Phaolô là quan thầy của Đức Tổng và Đức Tổng đã ra đi theo chân của Thánh Phaolô. Chính Thiên Chúa đã yêu thương Đức Tổng và kêu gọi Đức Tổng trong một chuyến đi hy hữu như thế này. Chúng con tin tưởng là Đức Tổng ngày hôm nay giờ này được an vui bên Chúa, mặc dầu Đức Tổng ra đi để lại sự đau buồn rất lớn cho tất cả chúng con. Cách riêng bản thân con cũng có những gắn bó, những tâm tình rất là chân thành trên cuộc gặp gỡ riêng tư với Đức Tổng. Chúng con xin cúi chào tạm biệt và nguyện chúc Đức Tổng được mãi mãi yên vui bên tòa Chúa trên trời. Trọng kính Đức Hồng Y
Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội. Quý Đức Cha, con xin mạn phép được thay mặt cho hai Đức Cha của chúng con đang vướng bận công việc mục vụ, cũng như cha tổng đại diện đang có một số công việc không có mặt ở đây để đón tiếp Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý cha. Sự hiện diện của Đức Hồng Y và quý Đức Cha, quý cha ở ngay trong bối cảnh chúng con mất đi một người cha khả kính. Chúng con quả thật rất sốc khi Đức Tổng Giám mục Phaolô của chúng con ra đi một cách đột ngột. Một nỗi đau trong Tổng giáo phận Sài Gòn. Sự hiện diện của Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý cha làm cho chúng con vơi đi phần nào cái nỗi đau mất mát đi một người cha chung. Chúng con tin rằng lời cầu nguyện của Đức Hồng Y, quý Đức Cha và của quý cha dâng lên Chúa trong giây phút này cũng như ngày mai và những ngày kế tiếp, chắc hẳn Đức Cha của chúng con cũng sẽ đón nhận được tất cả những hồng phúc mà Thiên Chúa ban tặng cho người con yêu dấu của Người. Chúng con xin thay mặt hai Đức Cha, cho Tổng đại diện và Tổng giáo phận Sài Gòn, chúng con xin chân thành cảm ơn Đức Hồng Y, quý Đức Cha và quý cha. Lui se deve.